xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. A Di Đà Phật, chúng con kính đảnh lễ trung tâm Đức Giáo phẩm Tăng Ni Phật, xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Chương trình Sống đời sống Phật hôm nay chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Viên Lý, thầy là viện chủ chùa Điều Ngự. Hòa thượng Thích Viên Lý sẽ giảng về những giáo pháp vi diệu của Đức Phật. Chúng tôi cũng rất hy vọng qua những chia sẻ và giảng dạy của thầy sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về Phật pháp để có được một đời sống thật tâm linh và an lạc. Và giờ này xin quý vị lắng lòng theo dõi chương trình. A Di Đà Phật, con xin chào thầy. A Di Đà Phật, xin kính chào cô Nhật Phúc và xin kính chào chư liệt vị. Dạ. Dạ, để tiếp tục với chương trình Sống đời sống Phật lần trước thì Nhật Phúc có đưa ra đề tài là 8 đạo lược hàng phục mà chúng ta không ai đương cử được. Và để tiếp theo chương trình, Nhật Phúc sẽ nói cái điều đạo lược thứ tư. Kính bạch thầy, đạo lược thứ tư nói là sức mạnh nghe. Sức mạnh nhẫn nhục hộ trì các chúng sanh. Thầy có thể giảng sâu thêm về điều này được không ạ? Cảm ơn cô Nhật Phúc rất nhiều. Thưa quý vị, trước khi chúng tôi tiếp tục chia sẻ với quý vị về cái sức mạnh thứ tư, phải không ạ? Thì chúng tôi muốn ôn lại cái sức mạnh thứ nhất, sức mạnh thứ hai và sức mạnh thứ ba trong 8 đạo lực mà có khả năng hàng phục bất cứ loại ma nào, dù đó là cái loại ma đáng sợ nhất, đáng ghê nhất. Cái sức mạnh thứ nhất là gì? Đó là đạo tâm, tánh hạnh, thanh tịnh. Cái sức mạnh thứ hai đó là tinh tấn, chẳng thối chuyển. Sức mạnh thứ ba là nghe rộng, phụng hành bát nhã ba la mật. Ba la mật tức là paramita, đó là cái tiếng Sanskrit, dịch là đáo bỉ ngạn, có nghĩa rằng là đến bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ nào? Từ cái bờ chưa giác ngộ, cái bờ giải đại phiền não ô nhiễm, đạt được cái bờ thanh tịnh, giải thoát, giác ngộ, gọi là ba la mật. Tức là những gì mà chúng ta thực hành một cách rốt ráo, đạt được cái cứu cánh viên mãn, gọi là ba la mật, chứ không phải là cái gì nó bí mật vân vân. Khi mà nghe nói ba la mật từ đâu nói cái gì nó bí mật, cái đó không phải, mà là nói đến một cái hạnh, một cái nguyện, một cái công việc gì đó, chẳng hạn như bố thí hay là cúng dường, đã đạt được ba la mật, tức là rốt ráo cứu cánh viên mãn, gọi là ba la mật. Và như khi nãy cô Nhật Phúc có đọc nguyên văn, cái sức mạnh thứ tư là sức mạnh nhẫn nhục hộ trì tất cả chúng sinh. Nhiều người trong chúng ta đánh mất đi đức tính nhẫn nhục khi mà chúng ta giúp đỡ cho một cái người nào đó, chẳng hạn như có em bé, mình có một cái công việc rất là gấp, mình đi mà em bé nó đi lững chững chập chững chập chững, nhất là cô Nhật Phúc có cháu hả, giữ cháu mà hồi còn nhỏ, cháu nó đi chập chững như vậy, đi theo không kịp, mình sợ trễ giờ, nhiều khi có thể là đánh mất đi cái sự nhẫn nhục, có đi cho nhanh lên chứ, tại sao đi chậm chậm, có không hay là không? Dạ cũng có lúc có. Con đã babysit cho cháu. Thì đó. Rồi khi mà mình dìu dắt một cái cụ ông hay cụ bà lớn tuổi nào đó mà phải nương vào cái chiếc gậy, vì điều kiện sức khỏe không cho phép đi nhanh, không mạnh khỏe như là cái lúc thanh niên, lúc còn là thiếu nữ, mình đi chậm nhiều khi mình bị trễ giờ, mình cũng bực, đi cho nhanh lên, mình chả là không hối nhanh đi nữa, thì trong lòng có những cái cảm nhận không có được vui, nôn nóng, căng thẳng, vân vân. Nói, ồ, tôi bực mình quá, làm như vậy thì tôi trễ giờ rồi, tôi bực mình, nghĩ ở trong lòng vậy. Cho nên mình đánh mất đi cái năng lực nhẫn nhục trước một cái sự việc nào đó, hay là một cái công việc. Dạ, bây giờ chúng ta cứ lấy một cái thí dụ như ngày hôm nay, chúng tôi hộ niệm một đám ở trên Rose Hill, xong rồi thì chạy về đây để mà thu cái chương trình lịch sử Phật giáo thế giới. Thu xong rồi chúng tôi phải chạy trở lại ám ra để hộ niệm cho một cái đám ở Trung Hoa Tăng Nghi Quán.
Rồi trở về, trên đường trở về mất cả 1 tiếng 30 phút. Mình thì nôn nhưng mà freeway kẹt xe. Nếu là một cái người bình thường có thể có những cái căng thẳng, những cái tâm lý căng thẳng, bởi vì mình biết ở trong phòng kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật, những người phụ trách kỹ thuật hoặc giả là những cái người host đang chờ mình. Nhưng mà chúng tôi bình thản, biết bây giờ mình có nôn nóng, mình có vội vã cách gì mình cũng không thể bay như là một cái chiếc máy bay trực thăng được. Cho nên thay vì lo lắng căng thẳng thì mình tập hít thở, tập hít thở. Mình không có bực dọc vì những cái đoạn mà đường xá bị kẹt xe. Nếu mà chúng ta bực dọc đó, chúng ta có thể nhăn mặt nhăn mày, nó làm cho mình mâu già lắm, nó làm cho mình trở thành mâu xấu xí. Cho nên trước một cái sự việc nào, dù cái sự việc đó mình không được hài lòng, nó vì nó xảy ra không đúng với cái ý muốn của mình, thì mình cũng mỉm cười thoải mái, mình hít vào thở ra, theo dõi hơi thở hay chả là nhất tâm niệm Phật, thì nó sẽ vượt qua một cái đoạn đường mà đôi lúc đó, nó làm cho mình giống như bị ngột ngạt, bị khó chịu, bị có những cái cảm nhận rất là căng thẳng. Cho nên mình phải nhẫn nhục. Thật giả là khi có một ai đó có những cái lời nói bất xứng, có những cái cử chỉ không được lịch sự, có những cái thái độ mà mình nghĩ là họ chơi xấu mình, họ tìm cách là trù dập mình, họ tìm cách để họ nhận mình ở dưới cái vũng bùn, họ không cho mình vươn lên. Mình đừng bao giờ bực dọc, đừng bao giờ khó chịu, bởi vì nếu mình khó chịu, mình tự biến mình là nạn nhân của họ. Họ nói một câu xong rồi họ đi uống cà phê, họ đi du lịch, họ enjoy, mình cứ ngồi đây mình nhai tới nhai lui, giống như mình review một cái cassette ở trong đầu của mình, người đó chửi tôi cơ thế này thế kia, tôi giận quá, mình căng thẳng, mình mất ngủ, mình không làm gì được hết. Mà trong cái cơn bực dọc như vậy, lý trí sẽ vắng mặt. Việc gì xảy ra khi lý trí của mình không có mặt trong những cái quyết định rất là quan trọng trong đời sống của mình? Cho nên mình phải tỉnh táo, thay vì bức dọc, mình kiên nhẫn chịu đựng, nhẫn, bách nhẫn thành kim. Cổ nhân đã dạy như vậy. 100 lần nhẫn thì cái sự nhẫn nhục đó là vàng, còn hơn vàng, hơn kim cương nữa, hơn đá mình. Nhẫn. Trái chủ ôn gia tùng thử tận, nhiêu thiên tai vạn hòa nhất tề tiêu. Nhẫn nhục. Tất cả những cái oan gia, những cái trái chủ, những cái thù địch từ nhiều đời nhiều kiếp, nó đều tiêu tan trong tức khắc. Nhường nhịn. Thì sao? Mọi cái tai nạn nó sẽ đồng lúc tiêu đi. Chứ mình đến đám đông, mình chen lấn, mình buông chen, mình nghĩ giống như bây giờ tôi nghĩ mình hòa thượng, mình phải đi trước, mình phải ngồi ở trên, vân vân. Cái đó nó buông chen không khác gì là một cái người thế tục thiếu đạo hạnh. Cho nên mình không cần phải buông chen, không cần phải giành giật. Cái đó nó mới chứng tỏ là mình có thực tập những giáo lý của Đức Phật. Còn nếu mà chúng ta không có cái sự nhẫn nhục vì cái danh, vì cái lợi, vì cái sự khen, vì cái sự chê, thì chúng ta dễ bực mình. Lúc nào chúng ta cũng có thể bực mình. Mà khi mà bực mình nó nổi lên thì giống như một cái cơn lửa nó nổi lên, nó thiêu cháy hết cái vẻ đẹp của mình, tất cả những cái đức hạnh của mình nó bị thiêu rụi. Tài sản của mình xây dựng bao nhiêu mà mình vô ý mình để cho một cái ngọn lửa nó phát tác lên thì sao? Nó cháy rùi hết. Cho nên mình phải thấy cái sức nhẫn nhục là một cái năng lực bất khả từ người, hàng phục tất cả những cái loại ma. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy là nhẫn nhục để nhất đạo. Cái đạo mà đứng đầu đó là nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục ở đây để mà hộ trì, để mà bảo vệ tất cả chúng sinh, chứ không phải là chỉ bảo vệ cái danh dự của mình, không phải là bảo vệ cái hạnh phúc của riêng mình, mà là bảo hộ tất cả cái sự sống
của muôn loài, cái phúc lạc lâu dài của tha nhân. Dạ. À, con cảm ơn thầy. À, và xin quý vị hoan hỷ đừng rời khỏi máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của Đài IBC. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật tuy khác màu.